Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu của Thụy Sĩ nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của một tập đoàn ở Nhật Bản, đó chính là tập đoàn đồng hồ Citizen. Chiếc đồng hồ này được chế tác từ lớp vỏ bằng một kim loại rất đặc biệt, nó có tên là Palladium. Chiếc đồng hồ này thì có những điểm gì đặc biệt và có chức năng gì, chúng ta cùng tìm hiểu trong video này, quý vị khán giả nhé. Chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi đây thuộc thương hiệu Agnone. Và Agnone hiện đang thuộc sở hữu của tập đoàn Citizen, một tập đoàn đồng hồ của Nhật Bản lại sở hữu một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Có kinh khủng không quý vị? Nhưng đó lại là sự thật. Ngoài thương hiệu Agnone Son thì Citizen còn sở hữu rất nhiều những tập đoàn đồng hồ mà chúng ta có thể kể đến, như là tập đoàn sở hữu FC Frederic Constant và thậm chí một nhà máy sản xuất rất nổi tiếng của Thụy Sĩ, đó chính là Lagerbred. Trọng lượng riêng của chiếc đồng hồ này theo như tôi cảm nhận thì nó chỉ nhẹ như thép, nhưng nó lại là một kim loại quý với cái mức giá hiện tại cho một ounce palladium khoảng tầm gần 1.300, khoảng 1.250 USD cho một ounce. Chất liệu palladium là một chất liệu dễ chế tác và có độ tinh khiết cao. Ví dụ như lớp vỏ của chiếc đồng hồ này là lớp vỏ có độ tinh khiết lên đến 95%. Nó tương đương với cả platinum là 950, thì chiếc đồng hồ này là có vỏ là palladium 950. Vì palladium là một kim loại quý và cũng dễ chế tác nên khá nhiều thương hiệu sử dụng palladium để làm vỏ đồng hồ. Như chiếc đồng hồ đang trên tay tôi đây thì lớp vỏ được có đường kính là 42mm. Hoàn thiện của lớp vỏ là đánh bóng polish. Và mặc dù chiếc đồng hồ có đường kính là 42mm nhưng dáng tay càng ôm và nhỏ, mỏng. Thế nên là khi lên trên cổ tay của tôi có chu vi khoảng 17cm thì nó rất là vừa vặn. Không giống như những chiếc đồng hồ khác thì chiếc đồng hồ Agnone Son với chức năng tourbillon, chúng ta sẽ có hai đồng hồ chính, hai vòng tròn chính. Đó chính là vòng tròn với chức năng giờ phút được đặt ở phần góc 12 giờ và đối diện với nó đó chính là lồng tourbillon góc 6 giờ. Có một điểm thú vị về Agnone Son và tourbillon, đó chính là thời điểm trước nhà sáng lập nên thương hiệu Agnone Son và ngài Breguet, hai ông đã cùng nhau sáng tạo ra chức năng tourbillon trong đồng hồ cơ khí. Mặt số của chiếc đồng hồ này là được làm từ vỏ ốc Tahiti, nó khá giống cực quang với những cái sắc màu giải màu tím, xanh lá và có một chút thi thoảng chúng ta sẽ nhìn thấy màu đen. Tuy nhiên có một điểm mà tôi phải đánh giá chân thành về chiếc đồng hồ này, đó là mức giá hãng niêm yết cho chiếc đồng hồ Agnone Son này rất là cao, khoảng 70-80 nghìn. Tuy nhiên thời điểm hiện tại mức giá cho chiếc đồng hồ này dao động thường khoảng dưới 20.000 USD. Nó phản ánh cái giá trị thật của chiếc đồng hồ. Với quan điểm cá nhân của tôi thì tôi thấy bộ tourbillon này, ngoài vấn đề ngài Agnone và ngài Breguet là hai người tạo nên bộ tourbillon, thì cái thời điểm hiện tại cái bộ tourbillon này thực chất là hoàn thiện không quá tốt, không quá tinh xảo. Tôi đánh giá chỉ khoảng 5-6 điểm so với một bộ tourbillon được hoàn thiện tỉ mỉ như của Omega mà thôi quý vị ạ. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đánh giá qua một chút về bộ máy. Bộ máy tourbillon thì được làm bởi thương hiệu làm máy Lagerbred mà tôi đã đề cập ở đầu video. Thì nếu như chúng ta nhìn thấy chiếc đồng hồ này với tổng thể là một chiếc đồng hồ cổ điển với dáng vỏ tròn, mỏng và tay càng nhỏ, ôm, thì cỗ máy của chiếc đồng hồ lại hoàn toàn khác. Cỗ máy này theo quan điểm của tôi là một cỗ máy được hoàn thiện theo cách làm của những nghệ nhân đồng hồ đương đại hay là những nhà máy sản xuất đồng hồ đương đại. Bộ máy Lagerbred làm cho Agnone Son chúng ta sẽ thấy theo tỷ lệ 1/3, cầu đỡ bộ tourbillon 1/3 và 2/3 còn lại chính là tấm cầu chính. Độ hoàn thiện đó chính là những đường vân sọc Côte de Genève, rìa của đồng hồ, rìa của những cầu máy thì được vắt cạnh đánh bóng. Tôi rất thích ở trên chiếc đồng hồ này đó chính là phần bánh xe lên cót và bánh xe ratchet wheel, gọi là bánh xe cóc, được làm những cái vân đường vân snelling, nó là vân xoáy ốc đó, quý vị có thể chiêm ngưỡng đây. Chiếc đồng hồ này thì đã được căn chỉnh ở 5 vị trí, 29 chân kính và Swiss made đương nhiên rồi. Quý vị có thể thấy mặt trước truyền thống cổ điển, mặt sau đương đại. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chiếc đồng hồ này? Hãy cùng comment ở phía dưới video và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.